Rồi, hôm nay con học bài hoa. Bây giờ con bắt đầu nói cho ba nghe nha. Rồi, hoa gì? Cái hoa đó là hoa gì? Hoa gì? Dạ, ấy, một tấm hoa tulip. Tiếp tục. Hoa gì? Đâu, cho mở coi coi. Hoa gì? Coi coi. Hoa nhài, giỏi quá. Hai cái hoa, tiếp tục. Hoa mẹ là hoa gì? Hoa gì? Hoa tên gì? Hoa tên gì? Hoa mẹ hả? Con kêu đây là hoa mẹ đúng không? Con nhờ. Hoa gì? Hoa gì nói đàng hoàng. Hoa mẹ là hoa gì? Mẹ con tên gì? Vậy là mẹ hoa này hoa gì? Hoa này hoa gì? Hoa gì? Hoa phượng, cái hoa hồng phượng nha, giỡn bà. Rồi tiếp tục. Hoa gì? Rồi cầm lên. Hoa đó hoa gì? Hoa gì? Wow, hoa thượng dược quá giỏi. Hoa gì? Hoa này hoa gì? Con đã cầm đàng hoàng. Hoa gì? Hoa, hoa gì con nói đã. Con không nói bà ba không cho con học nữa nha. Nhanh lên. Cái này không phải hoa đào. Rồi một cái không biết bỏ ra bên. Rồi cái nào biết tiếp nói tiếp. Rồi. Hoa đó hoa gì? Hoa trà. Đâu bà coi phải không? Bà còn không biết. Wow, chính xác giỏi. Con đàng hoàng. Học tiếp. Hoa gì? Đâu hoa mai đâu? Cầm lên cho ba. Cầm lên. Wow, giỏi quá hoa mai. Quá giỏi, tiếp tục. Hoa gì? Giỏi, hoa sen. Hoa sen. Wow, con rất giỏi. Tiếp tục. Hoa gì nữa? Đâu, cầm lên cho ba. Hoa gì? Hoa màu gà, coi phải không? Mà bác còn không biết. Wow, chính xác hoa màu gà. Rồi, tiếp tục, hoa gì nữa? Đâu, hoa đào đâu? Trời ơi, giỏi quá hoa đào. Tiếp tục. Tiếp tục con, hoa gì nữa? Hoa hướng dương hả? Đâu? Wow, giỏi hoa hướng dương. Wow, hoa dâm bụt. Đâu, có phải không? Bác còn không biết. Chính xác là hoa dâm bụt. Hoa gì? Hoa này hoa gì? Hoa hoa súng. Giỏi. Giỏi hoa súng. Giỏi hoa súng. Đâu? Tầm một tấm thôi. Giỏi hoa cúc. Trời ơi quá giỏi luôn. Hoa gì con? Hoa đó hoa gì? Hoa gì nói ba nghe. Hoa đó hoa gì? Hoa cẩm chướng đâu phải không? Wow, giỏi quá. Trời ơi, con giỏi quá. Tiếp tục. Hoa gì nữa? Hoa đó hoa gì? Hoa nào? Đâu có phải không? Rồi, hoa này là va violet. Đúng rồi, giỏi. Bây giờ hoa này chưa học thuộc, để qua một bên. Rồi, lát học tiếp. Rồi, hoa gì nữa? Đưa cho ba tiếp coi. Con còn biết hoa gì nữa? Rồi, cọng tóc đưa cho ba. Rồi, hoa gì nữa? Hoa gì nữa đâu? Rồi, cọng tóc nữa. Giỏi, giỏi. Rồi, hoa gì nữa? Hoa giấy. Ôi, ôi, giỏi quá. Hoa giấy. Quá giỏi. Trời, thương quá. Tiếp tục, còn hoa gì nữa? Con đàng hoàng. Bà bá không 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 học với con nữa đó. Hoa gì? Hoa này hoa gì? Hoa gì? Nói xong rồi mới 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 học tiếp. Con không biết hả? Học lại nha. Rồi hoa này không biết. Còn hoa này hoa gì? Hoa gì? Hoa này không biết rồi học lại. Còn cái hoa đó biết không? Hoa này hoa gì? Hoa này không biết luôn hả? Trời ơi hoa này dễ chứ mà con không biết hả? Con nhớ lại coi hoa gì, hoa gì à? Hoa này không biết. Thôi thôi học lại, có mấy tấm không biết nè. 2 3 4 5 rồi học lại.